Xin chào các bạn, mình là thành viên của Maika và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta tạo một cái sản phẩm trên Sendor chuẩn SEO 100% nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Chúng ta sẽ chọn vào phần sản phẩm và phần đăng sản phẩm. Đây, thì bước đầu tiên chúng ta sẽ chọn vào phần tải ảnh và add file. Tiếp đó chúng ta sẽ chọn, các bạn lưu ý nè, khi mà chúng ta chọn một bức ảnh trên Sendor thì chúng ta phải chọn một bức ảnh mà nó có kích thước là 720x720 pixel để đảm bảo là nó chuẩn SEO nhất. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn đúng một bức ảnh mà chúng ta muốn chọn làm bức ảnh đại diện. Ví dụ như bức ảnh này thì mình chỉ chọn một cái thôi và ấn Open. Thì khi nó tải lên một cái này, nó sẽ chọn cái này làm ảnh đại diện. Còn nếu các bạn tải một lần mà các bạn tải lên rất nhiều ảnh thì như vậy nó sẽ chọn ngẫu nhiên một cái ảnh để nó làm ảnh đại diện, thì như vậy nó sẽ không đạt được cái ý muốn của bạn. Đây, bây giờ mình sẽ chọn thêm một vài tấm ảnh nữa để tải lên. Thì chúng ta sẽ chọn dưới 10 tấm ảnh nha các bạn, thì nó sẽ thực hiện tải lên. Sau khi tải lên xong thì chúng ta ấn đóng. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong về cái phần ảnh. Tiếp tục chúng ta chọn ngành hàng. Thì ở đây mình chọn là thời trang nam. Ví dụ như vậy, quần jean nam và quần jean ống xô, đấy là cái sản phẩm mình chọn. Các bạn nên nhớ là phải chọn đúng cái cây danh mục ngành hàng, để khi mà sản phẩm mà khách hàng người ta chọn theo cây danh mục thì họ sẽ chọn đúng được cái cây danh mục và nó hiện ra cái sản phẩm của bạn. Thì đấy, mình sẽ lấy mình sẽ ghi một cái tên sản phẩm ở đây, và tên sản phẩm mình có riêng một cái video hướng dẫn cách tạo tên sản phẩm chuẩn SEO. Thì các bạn nên vào trong cái kênh của mình và tìm cái video đó để xem. Thì chúng ta sẽ biết được cách là tại sao chúng ta là phải tạo một cái tên chuẩn SEO, và tên chuẩn SEO là như thế nào, làm thế nào để tối ưu được là chúng ta phải có từ khóa nào, rồi chúng ta phải ghi làm sao để khách hàng click vào khi mà đọc tên sản phẩm của chúng ta. Thì nó có riêng một cái video khá là dài để nói về vấn đề này. Thì các bạn nên tìm xem video đó trong kênh của mình. Rồi bây giờ mình sẽ ghi tên sản phẩm. Mình sẽ ghi là quần jean nam. Quần jean nam. Rồi mình sẽ chọn. Mình sẽ ghi một cái ưu đãi vào đây, đó là pre-ship. Đây, mình ghi cấp lock hết lên. Pre-ship. Đấy, mình ghi to lên. Rồi tiếp theo nữa, đó là cái đặc tính của sản phẩm. Rồi, sau cái đặc tính của sản phẩm nó là mã sản phẩm. Ví dụ mình lấy là Y61. Rồi, tiếp theo mình sẽ có cái tên shop vào. Rồi, tiếp theo nữa mình sẽ có cái từ khóa thứ hai. Đấy. Rồi, nếu như mà các bạn muốn thì các bạn có thể thêm cái từ khóa số 3 vào đây nữa cũng được ha. Thì đó là cách mình tạo cái tên của cái sản phẩm. Rồi mã sản phẩm thì mình để là Y61. Đây. Sản phẩm vật lý này, mình phải chọn vào đơn vị là cái này, khối lượng. Rồi khối lượng các bạn sẽ điền là 500g nha. Rồi từ khóa này, các bạn sẽ thấy nó không tìm thấy từ khóa phù hợp, thì cách chúng ta tìm đấy là chúng ta copy lại cái tên này. Đấy, Ctrl C này. Sau đó chúng ta sẽ xóa đi và ghi là chữ quần jean nam thôi. Đấy. Rồi chúng ta sẽ xuống dưới và ấn tạo từ khóa. Thì như vậy nó sẽ ngay lập tức tìm được. Sau khi mà nó tìm được từ khóa rồi thì chúng ta sẽ ấn Ctrl V để dán cái tên vào lại. Đấy. Rồi, như vậy là mình đã xong cái phần từ khóa này. Và ở phần điểm quát hở tóc, nếu như mà các bạn có thể chuyển phát hở tóc thì các bạn nên chọn nha. Rồi, cái thước quần mình chọn lên trên 31 32. Rồi ví dụ như vậy. Rồi chọn màu. Ok, như vậy mình đã chọn xong cái màu cho đó. Thì mình có thể chọn vào đây để chọn bức ảnh luôn nha các bạn. Đây. Rồi phần nhập giá này, các bạn sẽ nhập cái giá mà các bạn bán vào đây. Ví dụ mình bán của nó là 145.000 một cái quần này. Nhưng mà khi mà khuyến mãi thì tôi chỉ bán 119.000 thôi. Thì để cho khách hàng người ta thấy là cái này đang được giảm giá. Và ngày số lượng ngày khuyến mãi thì bạn nên chọn. Thì ví dụ như ở đây mình chọn là trong vòng 1 tháng. Thì trong vòng 1 tháng tới hay là 7 ngày tới thì tôi
muốn bán cái sản phẩm này, cho nên là tôi giảm giá nó xuống, thì chỉ bán giảm giá một tháng thôi. Thì các bạn cứ chọn tối đa là các bạn chọn được 3 tháng nha. Số lượng hàng tồn 10.000. Tại sao lại mà 10.000? Bởi vì khi các bạn set mà đúng kho, các bạn ví dụ các bạn có 10 cái thôi, mà các bạn set đúng 10 cái thì các bạn nó hết hàng, các bạn rất là khó, các bạn không biết được là cái nào nó đã hết hàng. Thì chúng ta mất thời gian để mà chúng ta chỉnh cái này. Cho nên là mình cứ ghi vào đây là 10.000. Yên tâm đi, không có ai mua hết 10.000 các bạn đâu. Rồi, sau đó thì kích vào phần tạo SKU đấy, và ấn xác nhận thì nó sẽ tự tạo cho bạn cái SKU này. Tiếp theo đó là phần mô tả sản phẩm. Thì các bạn nhớ cái phần mô tả sản phẩm này các bạn phải làm rất là tốt, rất là chi tiết. Thì đây mình lấy ví dụ mình copy một cái phần mô tả sản phẩm để cho nó nhanh, thì mình copy cái phần này và mình dán vào đây. Rồi, như vậy là mình đã dán cái phần mô tả vào. Thì ở cái phần mô tả này các bạn chú ý là mình đã có riêng một cái video hướng dẫn cách là chúng ta làm sao để có một cái mô tả sản phẩm sao cho nó chuẩn đẹp nha. Thì các bạn có thể vào trong cái kênh của mình để mà xem là cái mô tả sản phẩm như thế nào là chuẩn, chúng ta cần những cái phần gì. Ví dụ như đây chúng ta cần những cái số điện thoại này, cần hình ảnh sản phẩm và mô tả về sản phẩm, những cái hình ảnh macro rõ ràng như thế này để cho khách hàng có thể chọn. Thì các bạn cũng có thể vào trong kênh của mình để xem cái hướng dẫn là làm sao để chúng ta có được một cái bộ ảnh chuẩn. Thì khi mà làm hết vào một trong cái video thì nó khá là dài và các bạn sẽ không hiểu được, cho nên mình tách ra rồi làm hình ảnh như thế nào, làm mô tả như thế nào đấy. Thì các bạn thấy là mình còn hướng dẫn là làm những cái cam kết để khách hàng tin mình, có những cái màu sắc nào, rồi cái hướng dẫn để vào shop, rồi bảo quản sử dụng ưu đãi khi mà mua, và chúng ta phải có những cái lời kêu gọi mua hàng là mua ngay hôm nay. Thì chúng ta muốn khách hàng mua hàng thì chúng ta phải kêu gọi là khách hàng mua hàng thì họ mới mua, chứ chúng ta muốn họ mua mà chúng ta không nói họ mua thì làm sao họ mua được, đúng không nào? Đấy, thì sau khi mà bắt cái phần mô tả vào thì chúng ta tiếp tục là chúng ta chọn cái phần là sản phẩm liên quan. Thì chúng ta chọn ví dụ mình bán thời trang thì mình nên chọn những sản phẩm liên quan đến thời trang. Rồi, mình sẽ chọn 5 sản phẩm liên quan. Thì ví dụ những sản phẩm liên quan này chúng ta nên chọn những sản phẩm mà nó thực sự là tốt, thực sự là bán chạy nha các bạn. Rồi, bây giờ nó tới cái phần là từ khóa sale. Thì các bạn nên lấy cái từ khóa sale là nguyên cái tên này, đây, nguyên cái cụm này là từ khóa sale. Đây. Hoặc là các bạn nên lấy một cái từ khóa là quần jean nam, có hai cách. Thì bây giờ mình lấy nguyên cái cụm là tên sản phẩm làm từ khóa sale. Đây. Và mình sẽ di chuyển lên trên cùng của cái phần mô tả này. Đây, mình di chuyển lên trên cùng. Và mình dán vào đây. Sau đó mình chọn nguyên cái cụm này và mình bấm chọn thẻ là H2. Đây, H2. Rồi sau đó mình chọn in đậm, in nghiêng. Đấy. Rồi mình copy nguyên cái cụm này, Ctrl C, và mình dán xuống dưới này, Ctrl V. Đây. Khi mà các bạn làm như vậy mà nó không được thì các bạn có một cách khác nữa, đó là các bạn chỉ lấy đúng cái từ khóa sale là quần jean nam thôi. Đây, mình xóa hết. Có hai cách, đây là cách thứ hai. Thì chúng ta sẽ lấy đúng cái từ quần jean nam này và chúng ta copy và dán xuống dưới này. Nếu như mà cách 1 không được thì chúng ta làm cách 2 nhé. Rồi, chúng ta dán hết vào bao này. Thì các bạn thấy ngay lập tức nó sẽ hiện lên là có này, có và nó có đầy đủ hết. Và các bạn nhìn xuống đây nó cũng xanh hết luôn. Và nhìn qua bên này là nó đã tối ưu 100% rồi. Đó, đó là cái cách mà chúng ta đăng một cái sản phẩm mà tối ưu sale 100%. Khi mà chúng ta tối ưu sale 100% như vậy thì nó sẽ giúp cho sản phẩm của chúng ta nó có cái điểm hiển thị rất là cao và nó rất dễ dàng để mà tiếp cận với khách hàng, để khách hàng nhìn thấy khi mà họ search cái từ khóa sale là quần jean nam thì cái sản phẩm của chúng ta nó được ưu tiên hiện ra, bởi vì sale đỏ hiểu rằng chúng ta đã làm tối ưu rất là tốt, chúng ta sale 100% cho từ khóa đó. Và chúng ta chỉ việc ấn đăng sản phẩm thì nó sẽ bảo là loại quần jean không được để trống, thì chúng ta sẽ chọn loại quần jean là vải trơn này, mình thiếu sót chỗ này. Thì các bạn nhớ là chúng ta đăng thì nó báo lỗi thì chúng ta sửa được ngay.
thì nó báo là gửi việc thành công. Vậy là chúng ta đã thực hiện đăng xong một sản phẩm và tối ưu sale 100%. Đấy. Cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở cái video lần sau. Nhớ like và share cái video này, cùng với việc subscribe cái kênh Maca của mình để theo dõi những video khác nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.